xin chào tất cả các bạn trong các bài học trước thì các bạn đã được nghiên cứu về hai quá trình đấy là quá trình mua hàng và quá trình sản xuất bài học ngày hôm nay thì tôi và cùng các bạn sẽ đi nghiên cứu nốt về quá trình cuối cùng đấy là hạch toán quá trình tiêu thụ trước khi đi vào nội dung bài học mới thì tôi xin điểm lại một số thông tin của bài cũ như sau bài học cũ các bạn đã học về quá trình sản xuất và biết được rằng đây là quá trình chúng ta người lao động sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào các đối tượng lao động với mục đích là tạo ra sản phẩm và trong quá trình sản xuất thì chúng ta sẽ có ba khoản mục chi phí một là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp và chi phí thứ ba đấy là chi phí sản xuất chung một vấn đề nữa trong bài học cũ uh, liên quan đến hạch toán quá trình sản xuất thì trong kỳ các bạn sẽ phải tập hợp các chi phí phát sinh bao gồm chi phí nguyên vật liệu chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung. Sau khi tập hợp được ba khoản mục chi phí này rồi, đến thời điểm cuối kỳ thì các bạn sẽ tiến hành kết chuyển ba khoản mục chi phí này sang tài khoản xác định à, sang tài khoản à, tính giá thành. Và chúng ta có công thức tính giá thành của sản phẩm hoàn thành như sau ạ. Giá thành sản phẩm hoàn thành sẽ bằng giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ cộng các chi phí phát sinh trong kỳ bao gồm ba khoản mục chi phí và trừ đi giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đấy là công thức tính tổng giá thành của sản phẩm hoàn thành. Thế khi mà có được tổng giá trị của tất cả các thành phẩm sản phẩm hoàn thành rồi, chúng ta sẽ tính được giá thành đơn vị của sản phẩm, tức là giá thành của một sản phẩm theo công thức. Giá thành đơn vị bằng tổng giá thành sản phẩm chia cho tổng số sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chính của bài học này. Mục tiêu của bài học đòi hỏi các bạn nắm được 3 nội dung chính. Thứ nhất, quá trình tiêu thụ là gì? Thứ hai, tài khoản sử dụng trong quá trình tiêu thụ và thứ ba phương pháp hạch toán quá trình tiêu thụ chúng ta cùng đi nghiên cứu lần lượt từng mục tiêu một đầu tiên quá trình tiêu thụ là gì quá trình tiêu thụ có thể nói là quá trình giai đoạn cuối cùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nó là giai đoạn mà doanh nghiệp sẽ phải chuyển giao hàng hóa cho khách hàng chuyển hàng hóa cho khách hàng và được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì chúng ta có thể coi là tiêu thụ như vậy ở trong cái khái niệm này thì các bạn có thể tách ra tiêu thụ nó sẽ bao gồm hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất đấy là giai đoạn chúng ta xuất hàng ra để giao cho khách hàng và giai đoạn thứ hai khi chúng ta xuất hàng rồi thì sẽ đến giai đoạn thanh toán khách hàng thanh toán tiền cho mình đấy là quá trình tiêu thụ